DVD số 222 Ramabuchi Randi, khóa bế quan thiêng liêng mang tên vị sư tổ thứ nhất, được Guruji Ruma tổ chức tại thiền đường Chiang Mai, Vương quốc Thái Lan, nhân dịp mùa Giáng sinh Hoàng Kim 2017, từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Mình thiền định là có nhiều cái tạp niệm nghĩ lung tung, đó là một chuyện bình thường. Đầu óc này nó sẽ thu tất cả mọi thứ ở gì ở đời nó thu vào. Chỗ sư tổ của quý vị là một trong năm chỗ được giữ lại trong thời Đức Phật.